Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài 7 trong chương trình tiếng Hàn ETS. Và trước khi bước vào bài 7 thì chúng ta hãy cùng nhau giải bài tập của bài 6 để lại các bạn nhé. Đó chính là pin mà nên có sân sư, 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 sư. Hãy viết từ đúng vào chỗ trống. Vậy thì bài tập của chúng ta có cái gì nào? Chúng ta hãy cùng xem hình nhá. Đây là một người cảnh sát phải không ạ? Một nhân viên cảnh sát và những câu bài tập về anh ta như sau. Đầu tiên là một câu hỏi bởi vì chúng ta thấy gì ạ? Chúng ta thấy có một dấu chấm hỏi phía sau chắc chắn là một đôi câu hỏi rồi vậy thì cứ nam cha nên nuku nuku là gì cu là ai và câu hỏi người đàn ông ấy là ai vậy thì chúng ta sẽ điên cái gì vào đây ạ đó chính là im nỉ là ai và câu tiếp theo đó là cứ nam cha mục su tình 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 và kết thúc câu cái tín hiệu đó là dấu nhân dấu nhân có nghĩa là không phải không đúng vậy thì chúng ta phải làm gì phải phủ định cái danh từ này đúng không ạ phải phủ định danh từ mục xu mục xu là gì mục xu là thờ mộc còn anh này lại là cảnh sát thì đương nhiên là phải phủ định cái, cái danh từ thờ mộc rồi anh ấy không phải là cảnh sát à, à, anh ấy không phải là thờ mộc vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào à chúng ta sẽ điền tiểu từ chủ ngữ vào đây cứ nam cha này không có bắt chim này cho nên chúng ta điền cái gì ạ chắc chắn là nên rồi phải không? Cứ nam trà nên Và mốc xu này cũng không có bắt chim mà đừng trực một cái đồng tư phủ đình thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ điên tiểu tư ca. Tiểu tư ca rồi cộng với đồng tư phủ đình của La thì cho chính là gì ạ? Đó là Anita. Cứ nam trà nâng mốc xu K. Anita. Người đàn ông ấy không phải là thở mộc. Còn câu thứ ba nào? Câu thứ ba là một câu gì ạ? À? Câu khẳng định rồi vì có chữ Âu ở phía trong. Cho nên chúng ta sẽ khẳng định về người đàn ông này. Đó chính là anh ấy là cảnh sát, phải không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điên tiểu tư chủ ngữ gì? Chắc chắn là nâng vì lúc nãy giờ cư nam cha là điên với nâng, phải không ạ? À? Còn uh, danh từ cảnh sát là gì ạ? À? Là khiêng Trang quan đúng không ạ? Khiêng Trang quan cộng với đồng tư la đó là im nỉ Ta. Như vậy ta sẽ có khiêng Trang khoa im nỉ Ta. Cư nam cha nâng khiêng chăn khoa nim nhỉ ta các bạn thấy có dễ không ạ à, cũng tương đối là dễ phải không bởi vì là chúng ta chỉ cần suy nghĩ một chút thôi nhìn bức hình và suy đoán một chút thôi thì chúng ta sẽ làm được tương tự như thế phần 2 sẽ trở nên rất dễ đối với các bạn đó phải không ạ bây giờ chúng ta cùng xem người phụ nữ nào người phụ nữ này đang cầm một cái lan à, chắc là đi chờ về rồi đây và người đi chờ về nấu ăn thì chắc là người này làm công tác nội trợ nội trợ thì có từ Tiếng Hàn nghĩa là gì các bạn nhỉ? Đó chính là chúc phu, đúng không ạ? À, chúc phu là người nội trợ. Và cả câu hỏi của cô này như sau. Khư do chá nên nu khu tình tình tính và lại có dấu chấm hỏi. Vì thế cho nên chúng ta lại điền cái đuôi như thế này. Đó chính là nụ khu im cá. Người phụ nữ ấy là ai vậy? Và ở đây chúng ta lại có câu thứ hai có có dấu nhân có nghĩa là không phải, không đúng. Vậy chúng ta lại phải làm gì? À, phải phủ định cái danh từ này. Và công muôn nghĩa là gì ạ? Công muôn chính là viên chức nhà nước và chúng ta sẽ hoàn thành câu này như sau cư do trà nơn giống như trên này phải không ạ cư do trà nơn không muốn gì ạ à? điền tiểu tư gì vào đây trước động từ anita thì điền cái gì nhỉ à đấy là một cái danh từ có bắt chim bắt chim nờ cho nên chúng ta phải điền cái gì điền y vào đây tức là nân, không muốn đi cộng với đồng từ an ninh ta. cư do trà nơn không muốn đi an ni ta. người phụ nữ ấy không phải là viên chức nhà nước vậy thì là gì là gì đây là một câu khẳng định phải không ạ à? à người phụ nữ ấy là một người nội trợ vậy thì ta sẽ có cư do trả nến chu phu im nỉ ta chu phu im nỉ ta đây chính là nghề của cô gái này chu phu còn Hướng chăn khoan chính là nghề của anh này đấy như vậy là phần bài tập cô đã chữa xong mời các bạn chúng ta bây giờ cùng bước vào bài bài nhá các bạn đã sẵn sàng chưa ạ à? chúng ta cùng bước vào bài bài nào bài bài của chúng ta Trên quả Do khi cá Và mục tiêu của bài học hôm nay là chúng ta có thể hỏi đáp được về, về trang sô. Trang sô là địa điểm các bạn nhé. Và chúng ta cũng tiếp cận từ vừng của uh, trang sô và mùn cơn. Trang sô là địa điểm và mùn cơn là đồ vật. Chúng ta tiếp cận với các ngữ pháp. đại từ chỉ định y cư cho, tiểu từ sở hữu ưi và tiểu từ chủ ngữ y ca. Chúng ta hoàn thành hồi thoại 1 của bài khóa này. Mời các bạn chúng ta cùng vào phần tư vừng nào. Tư vựng O Huy. o Huy của chúng ta chủ đề đầu tiên là chủ đề trang sô địa điểm. Địa điểm thì chúng ta sẽ có các từ như sau. Gió kỷ, gió kỷ, cho kỷ, chó kỷ, có kỷ, có kỷ, o tỷ, tỷ, xả, hoa trang xỉ, hoa trang xỉ, xích tảng, tảng trước khi bước vào phần tiếp theo thì cô muốn nhấn mạnh với các bạn do kỳ là chỉ một địa điểm gần người nói người đứng đây phải không ạ và địa điểm này gần người nói còn cho kỳ thì chỉ một địa điểm xa cả người nghe lẫn người nói cả hai người đứng đây phải không ạ mà địa điểm ở đằng xa cho nên người ta nói là cho kỳ đằng kia và có kỳ chỉ một địa điểm gần người nghe xa người nói là có cái đằng ấy ở đây đằng kia đằng ấy hoặc ở đó còn oti là câu hỏi phải không ạ oti là từ nghi vấn của danh từ địa điểm rồi chúng ta cùng tiếp tục nào chịp chịp ký xúc xả ký xúc xả xe thắc sổ xe thắc sổ mi rông xỉ mi rông xỉ nhớ cóng lưỡi các bạn nhá Si chàng, si chàng, má thử, má thử, phiên nơi chồm, phiên nơi chom, nơi chồng. supermarket, supermarket. À, cái từ này hơi giống tiếng Anh phải không ạ? À, tiếng Anh chúng ta siêu thị là gì? Supermarket, còn tiếng Hàn sẽ là supermarket, hơi giống phải không ạ? Chúng ta cùng đến với tư vựng của phân đồ vật các bạn nhé. Mun là đồ vật, mun khol, Chúng ta có tư vựng nào? จลเสวีลเสวีกาจกสาชินกาจกสาชินคาปังคาปังชิกัดชิกับจควนอควนอสันอสัขออุลขออุหวจังพุ่มหัจังพุ่มปิดปิดฮอตรยอฮตรยอ về kẻ về kẻ y y cũng khá nhiều từ phải cong lưỡi phải không ạ mời các bạn chúng ta cùng đến với phần ngữ pháp của bài này hôm nay chúng ta sẽ học một số ngữ pháp mà không có trong giáo trình nhưng mà nó rất là hữu ích và nó bổ nghĩa cho cái phần mà chúng ta đang tiếp tục học tiếp theo phần đầu tiên đó chính là đài từ trị đỉnh y cư cho y cư cho đài từ trị đỉnh y này cư ấy cho kia. Đây là những đại từ chỉ định, chỉ vị trí của người học vật và nó luôn đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ. Chúng ta cùng đến với cụ thể từng đại từ chỉ định nhé. Đầu tiên là đại từ y. Y chỉ người học vật gần người nói, xa người nghe. Vậy nếu y saram thì có nghĩa là người này. Còn y check thì có nghĩa là quyển sách này. Còn y khót chính là cái này. Khót là cái nhưng mà cái chữ này lại viết được liên cót là cái và y cót được viết liên vào với nhau các bạn nhé không viết cách như ở phía bên trên còn cư là gì cư là đại từ chỉ người hoặc vật gần người nghe xa người nói có nghĩa là ấy và chúng ta có nào cư nằm cha có nghĩa là anh ấy ông ấy người đàn ông ấy còn cư khà bang có nghĩa là cái túi ấy cái cặp ấy còn cư gì ạ à? cư khót có nghĩa là cái ấy đồ vật ấy Tiếp theo chúng ta có cho Cho là gì? À cho là kia, đằng kia Chỉ người hoặc vật ở xa cả người nghe lẫn người nói Vì thế cho nên à, Cho do cha có nghĩa là cô gái đằng kia Và cho xa chim có nghĩa là bức ảnh đằng kia Và cho cót chính là cái kia Cái đồ vật đằng kia Ví dụ thứ nhất Y có sân, y pu ta Chúng ta có cái gì ạ? Y có chính là cái này Cái này là là chăn à, như vậy là người ta đang giới thiệu cái này là cái chăn và phút này đọc nổi âm lên với chữ y chúng ta đọc là ipurinita ikosun ta tiếp theo chúng ta lại có cư sa panjin pan khu imita cư sa là gì à cứ sa ram chỉ là người ấy người ấy là gì ạ là pan chin khu tức là bạn cùng lớp từ nay chúng ta đã học ở đâu ạ từ bài ba rồi đúng không ạ và ví dụ tiếp theo nào Cho cơ sân Si khê mì tà Ồ cái vật đằng kia chính là cái đồng hồ Đằng kia có nghĩa là cái vật mà Xa cả người nghe lẫn người nói Và chúng ta nhớ lưu ý cho cô là chúng ta đọc nổi âm thế này này Cho cơ sân Si khê mì tà Y cơ sân Y phu rim mì tà Các bạn nhé Và cứ xa ra mơn Đấy Chúng ta sẽ đọc nổi âm như vậy các bạn nhé Ngữ pháp tiếp theo đó là tiểu từ sở hữu của chữ ơi này vào trong câu để thể hiện là của thì chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Đọc là e. Chứ không đọc là ư các bạn nhá. E. Và chúng ta có nào? Cấu tạo của nó như sau. Danh từ được sở hữu cộng với tiểu từ e cộng với danh từ bị sở hữu. Có nghĩa là chúng ta luôn dịch danh từ sau thuộc quyền sở hữu của danh từ trước. Đấy. Ví dụ như là chúng ta có nào? nam xie chẹt. À, nam xie chẹt à, chẹ có nghĩa là gì? Sách của nam. À, sách của nam. Chứ không phải nam của sách. nhá. Còn tiếp theo nào? À, hung nghe sân sen nỉm. Hùng nghe sân sen nỉm có nghĩa là gì? Có nghĩa là giáo viên của Hùng, cô giáo của Hùng. Còn... À, Minh chịp chúng ta cứ dịch danh từ sau thuộc quyền sở hữu của danh từ trước các bạn nhé và chúng ta có các ví dụ sau đây à, cư có xuân nam chiế che kít ta ô oh, cái vật ấy chính là sách của nam cái đó chính là sách của nam đấy còn tiếp theo chúng ta có gì ạ cho kỳ nân nhìn suế chít ít mì ta có nghĩa là gì ạ tầng kia là nhà của của minh su cho <laughs> kỳ nân nhìn suế chít ít và cái tính từ sở hữu này các bạn này Tính từ sở hữu E này có thể bị lược bỏ Và khi lược bỏ thì chúng ta chỉ còn lại danh từ ghép Chúng ta dịch danh từ sau thuộc quyền sở hữu của danh từ trước Ví dụ như là Nam Si trẻ có nghĩa là sách của Nam Hùng Sơn Xe Nghìn có nghĩa là giáo viên của Hùng, cô giáo của Hùng Còn Minh Su Chịp có nghĩa là nhà của Minh Su Như vậy cứ danh từ sau thuộc quyền sở hữu của danh từ trước Đấy, đây là danh từ ghép các bạn nhé tiểu từ e ghép với các danh từ cũng có lúc bị biến đổi chúng ta có chú ý sau đây các đại từ nhân xưng cho na no cho có nghĩa là tôi na có nghĩa là cũng là tôi nhưng mà lại nói với người ngang hàng hoặc người thấp hơn ta dịch là tớ hoặc mình và no chính là cầu hoặc mày trong giao tiếp xưng hô các bạn và ba đại từ nhân xưng này nếu ghép với tiểu từ sở hữu e thì có thể bị biến đổi như sau đó là cho e sẽ tạo thay gì ạ sẽ tạo thành chê và na e sẽ tạo thành ne và no e lại tạo thành ne. Có thể biến đổi chứ không phải là lúc nào cũng biến đổi. Chúng ta vẫn có thể viết là cho e, na e và no e. Ví dụ chê i <laughs> rư mân su in ta. À chê rư mân có nghĩa là gì ạ? Cái này ta vừa học xong đúng không ạ? Tên của tôi. Tên của tôi là i su. Nhưng mà tôi cũng có thể viết là Chó e irmin imin su y ta. À, tên của tôi là 이민수. su như vậy là chỉ có trong văn nói thì chúng ta mới dùng dạng rụt gọn như thế này thưa các bạn nhé đây là dạng rụt gọn đúng không ạ chỉ văn nói thì chúng ta mới dùng thôi còn văn viết trong các văn bản các gì đó thì người ta sẽ viết đầy đủ như thế này từ hôm nay chúng ta muốn nói cái gì của mình thì ta cần nói chê chê à, chê chát chê kha bang chê à, u san chê polpen vân vân và bây giờ cô lại mời các bạn chúng ta cùng đến với một ngữ pháp tiếp theo Đó là tiểu từ chủ ngữ IK Hôm trước chúng ta đã học một tiểu từ chủ ngữ ưng rồi phải không ạ? Nhưng hôm nay chúng ta lại học thêm một tiểu từ chủ ngữ nữa Đó là tiểu từ chủ ngữ IK Tiểu từ chủ ngữ IK thì cũng được cấu tạo giống như ưng ưng Đó là danh từ đứng đầu câu làm chủ ngữ Nếu có bắt chim thì nó cộng với tiểu từ Y Và không có bắt chim thì nó cộng với tiểu từ K Cô ví dụ Y chẳng hạn thì 이름 vì danh từ có bắt chim Có bắt chim mơ phải không ạ? Cho nên sẽ cộng với cái gì? Cộng với y tạo thành Izumi Và ta nhớ đọc nổi âm các bạn nhá Izumi. Còn nếu mà do thì gì? Do ở đây Thì vì không có bắt chim đúng không ạ? Ki không có bắt chim cho nên chúng ta cộng với gì? Đó chính là chúng ta sẽ cộng với do ca Cộng với ca tạo thành do ca Và ki xúc xa Cộng với gì? À, đó là cộng với ca tạo thành ki xúc xa ca lại có một số chú ý ở đây, đó là các đại từ nhân xưng cho na no. À, ba cái đại từ nhân xưng này thật là phức tạp phải không ạ? Lúc nãy dùng với tiểu tư sở hữu nó cũng cũng có sự chú ý và bây giờ dùng với tiểu từ y k, nó cũng có sự chú ý. Vậy chú ý như thế nào? À, cho na no vì tất cả các đại từ nhân xưng này đều không có bắt chim cho nên nó luôn luôn cộng với cộng với tiểu từ k để làm chủ ngữ. Nhưng mà khi mà kết hợp với tiểu từ ca thì sao? à, tiểu từ ca này đã làm cho đại từ nhân xưng trước bị biến đổi có nghĩa là chúng ta sẽ kéo một nét phía sau này đấy tạo thành gì ạ à? tạo thành chê ca và na ca cũng vậy chúng ta lại phải kéo một nét phía sau này tạo thanh gì ạ à? tạo thành nè ca chúng ta thêm một nét phía sau tạo thanh gì đó chính là nê ca à, như vậy là cái này thì không phải là sự biến đổi có thể mà sự biến đổi bắt buộc cứ cho ca thì phải viết thành chia ca chứ không thể là cho ca được nữa nếu cho kết hợp với tiểu từ ca thì nhất định phải biến đổi thành chia ca Vân na à, kết hợp với tiểu từ ca thì phải biến đổi thành né ca còn no kết hợp với tiểu từ ca thì nhất định phải biến đổi thành gì ạ né ca đây là một sự biến đổi bắt buộc các bạn nhé có ví dụ nào ví dụ một chúng ta có hai bàn hỏi nhau do khi ca khi ca ở đây là ký túc xá phải không Né, ki sai im ta thật là dễ phải không ạ còn câu tiếp theo nào à, chê ca thứ năm xa ram tôi là người việt nam ở đây chúng ta phải dùng chê ca chứ không thể dùng cho ca được các bạn nhé chúng ta phải dùng chê ca à, chê này không phải là sở hữu mà chê đi về ca có nghĩa là tôi tôi đứng đầu câu thôi chúng ta lại tiếp về một số ví dụ khác nữa nào mua sim cá. cái này là cái gì đúng không ạ? Because này vì có bắt chim cho nên chúng ta cộng với y và chúng ta có y có si mua xin ca. Cái này là cái gì? À, là cái ô oh, ô uh, san im nỉ Tiếp theo nào? À, kì ca ở ca. Ở đây là đâu? Uh, hàn Han quốc co hạ quân im người ta. Ồ, oh, Han quốc co hạ quân là gì ạ? Một từ rất là mới phải không? Han uh, quốc co chính là tiếng Hàn và hạ quân chính là trung tâm để đào tạo có nghĩa là trung tâm dạy tiếng Hàn, trung tâm đào tạo tiếng Hàn các bạn nhá. Hàn Quốc có Hà quân in Tiếp theo ví dụ nữa nào. Samu Siri ở tim Đây lại có gì ạ? Có bắt chim cho nên cộng với ý. Samu Siri ở tim Văn phòng ở đâu vậy? Cho kim ta ở đằng kia. Như vậy là chúng ta đã học cái tiểu từ ik. À, như vậy chúng ta cũng đã học tiểu từ ưng ưng là tiểu từ chủ ngữ và tiểu từ ik cũng là tiểu từ chủ ngữ. Vậy thì sẽ có nhiều người thắc mắc ồ vậy thì ân nhân vĩ ca có hoàn toàn giống nhau hay không chúng có thể dùng thay thế cho nhau được hay không Mời các bạn chúng ta cùng đến với bảng so sánh tiểu từ ân nhân và tiểu từ y phần đầu tiên có sự giống nhau đó chính là chủ yếu xuất hiện ở vị trí chủ ngữ ân nhân cũng chủ yếu xuất hiện ở vị trí chủ ngữ y cũng chủ yếu xuất hiện ở vị trí chủ ngữ có nghĩa là nó là tiểu từ cho gì ạ tiểu từ cho chủ ngữ có nghĩa là nó giống nhau đấy phải không ạ à tiếp theo mục thứ hai là tiểu từ ưng ưng có thể xuất hiện ở vị trí của tân ngữ và phó từ tân ngữ và phó từ ta chưa học phải không ạ à, còn tiểu từ ik thì không xuất hiện ở vị trí của tân ngữ và phó từ thực ra khi muốn nhấn mạnh tân ngữ và phó từ thì người ta có thể thêm tiểu từ ưng ưng vào đấy Ý thứ ba mới thể hiện rõ sự khác nhau, đó chính là tiểu từ ân nân sử dụng khi so sánh đối chiếu giữa hai vế, có nghĩa là danh từ 1 là danh từ 2. Danh từ 1 là danh từ 2. À. Và tiểu từ ân nân được sử dụng nhiều trong giới thiệu bản thân. Còn tiểu từ ika thì gì? Chỉ có chức năng đề cập đến một chủ đề mới mà thôi, có nghĩa là chỉ nói đến chủ đề mới, còn so sánh đối chiếu giữa hai vế thì dùng tiểu từ ân ân. Cũng thật là khó hiểu phải không ạ? Bây giờ chúng ta thử xem nào. Chỉ hai câu thôi. Chỉ hai câu thôi nhưng cô muốn nhấn mạnh rằng đây là sự khác nhau. Khi chúng ta muốn hỏi Irumi Moshinika, tên bản là gì? Người ta đang muốn hỏi một điều người ta chưa biết, cho nên người ta dùng tiểu từ i. Đấy. Khi muốn nói một vấn đề mới thì người ta dùng tiểu từ ika. Còn bên này, chê y mân lê khan y bởi vì đây là gì ạ tại sao lại dùng ân bởi vì đây là danh từ một đây là danh từ hai danh từ một là danh từ hai có nghĩa là sự đối chiếu tôi là lê khan tên của tôi là lê khan như vậy đây chính là cái sự khác nhau và sau khi tìm hiểu ngữ pháp rồi thì mời các bạn chúng ta cùng đến với hội thoại nhé hội thoại của chúng ta như sau do kỳ ca samusi <laughs> ca đây là văn phòng phải không? Hai người đang hỏi nhau phải không ạ? À, đây là có chuyện xong xin các bạn này. Đấy, và hai người đang hỏi nhau là đây là văn phòng phải không? Nế, xà mù Siri người mì tà. Nế, xà mù Siri tà. Vâng, đây là văn phòng. Một người lại hỏi rằng là hoa chân Siri ở tìm này cả. Hoa Trang xin si là gì? À là nhà vệ sinh. Hoa Trang Siri ở tim nỉ cá. Như vậy là người ta đang hỏi nhà vệ sinh thì bảo người kia bảo là chó khi người ta ở đằng kia. Có nghĩa là hai người đứng đây và cái nhà vệ sinh yeah. phía đằng kia có gây được biển đây phải không ạ? Chắc chắn là đi theo hành lang này đi vào rồi. Cho nên là bạn hãy đi lại đằng kia. Đấy. Như vậy là chỉ cái vị trí xa cả à, người nghe lẫn người nói các bạn nhá. Rồi các bạn chúng ta cùng nghe hội thoại nào. 여기가 사무실입니까? 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. 여기가 사무실입니까? 네, 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. Rồi dễ phải không ạ? Như vậy 1 và trước khi bước vào phần 2 thì chúng ta sẽ phải làm một bài tập một bài tập mà cô muốn các bạn phải căng não phải vận dụng hết cái trí nhớ của mình để tìm các từ vựng mà cô đã cho ở trong cái bảng này các bạn à, chúng ta cùng quan sát bảng từ vựng cô cho nhé đây là một bảng và có rất nhiều chữ chúng ta có thể tìm từ vựng theo hàng ngang theo hàng dọc hoặc là theo hàng chéo có thể chéo nhiều chèo ít đều được chúng ta hãy cùng thử tìm xem mình đã biết được bao nhiêu từ vựng ở trong bảng này rất nhiều các bạn nhá các bạn hãy về thử tìm hiểu xem à, ví dụ đầu tiên là có dân xuê dân xuê có nghĩa là chìa khóa phải không ạ và chúng ta cũng có thể tìm thêm hàng dọc đó là gì ạ à, có ba chữ này là gì à hoa trang phung có nghĩa là gì hoa trang phung là mỹ phẩm như vậy cô đã cho hai từ rồi các bạn hãy về tìm hiểu tiếp nhé các bạn thấy có khó không ạ à? bài học hôm nay có làm các bạn vất vả không suko hashisumita